Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video ngày hôm nay mình chia sẻ cho bạn một cái sự kiện ở trên sàn Zalo này nhé. Và trong cái sự kiện này thì các bạn là nhận được tiền mặt nhé. Còn những cái sự kiện sàn như kiểu là Binance hay là những sàn Hobi thì phần lớn là đa phần là mình sẽ là nhận được cái voucher đấy. Nhưng mà tất cả những cái sự kiện trên cái sàn Zalo thì thường là mình tham gia là mình sẽ nhận được là tiền mặt chứ không phải là tiền voucher nhé. Và đây là một cái sự kiện là sắp ra mắt nhưng mà nó liên quan tới là khai thác nhóm ấy, nên là mình sẽ là view trước cho bạn cập nhật được. Thì khi nào có thông tin mà cái nhóm nó bắt đầu khởi chạy, mình sẽ là ping cái nhóm cho bạn là follow nhé. Ở đây thì mình nói qua một chút là Zimetalo thì đang đạt tới là 1 triệu miner, tức là 1 triệu thợ mỏ đào Zinlec. Thì cái chương trình này là để mà kỷ niệm là 1 triệu thợ mà đào Zinlec thì sẽ ra cái chương trình là đào Zinlec trúng tiền thật nhé, tức là trúng tiền tươi chứ không phải tiền event nhé. Và hiện tại trên sàn Zalo đang có hai cái sự kiện. Thứ nhất là các bạn là người mới mà đăng ký tài khoản ấy, thì các bạn hoàn thành là KYC và xác minh danh tính thì các bạn nhận được là 3 đô nhé. 3 đô này thì là tiền tươi không phải là tiền event kiểu là voucher nhé, mà các bạn hoàn thành là KYC này xong rồi các bạn sẽ là thực hiện một cái lệnh swap và cái min của nó là 100.000 Việt Nam đồng thì các bạn được mở khóa 3 đô này và 3 đô này các bạn hoàn toàn là rút về ATM nhé. Cũng như là các bạn mời được bạn bè thì bạn bè các bạn hoàn thành là KYC và thực hiện một cái lệnh swap này với cái min là 100.000 Việt Nam đồng thì các bạn nhận được là 1 USD nhé. Tức là cái người mời sẽ nhận được 1 USD và cái người được mời ấy, nhận được là 3 USD nhé. Và cái tiền này thì nó không bị khóa khi mà các bạn hoàn thành đúng nhiệm vụ thì các bạn có thể là rút về ATM luôn được. Rồi và đây là cái sự kiện thì mình sẽ là tham gia mà khai thác nhóm thì mình được nhận cái tiền tươi ở đây đấy. Thì trước tiên để mà tham gia khai thác nhóm cũng như là những cái điều kiện là mình sẽ là được nhận tiền ở trong cái nhóm thì các bạn là follow cái kênh của mình và các bạn follow cái tab cộng đồng nhé. Tức là lần đầu tiên mà các bạn biết tới kênh mình thì bạn bấm vào đăng ký kênh mình và bấm quả chuông nhé. Các bạn chọn là nhận tất cả cái thông báo nhé. Thì khi mà cái chương trình đào cái select theo nhóm này bắt đầu diễn ra, mình sẽ là ping cái đường link cũng như là cái link nhóm lên cái tab cộng đồng này thì các bạn join vào cái đường link đấy, các bạn tham gia cái nhóm nhé. Thì cái nhóm này nó sẽ là yêu cầu một số những cái cơ bản thì các bạn mới là được đủ điều kiện để mình ăn chia cái pool giải thưởng trong nhóm nhé. Ở đây mình sẽ là đọc cho bạn một chút và bạn nhớ cho mình là khi nào mà cái thời gian bắt đầu diễn ra thì mình sẽ là ping cái nhóm ấy, tức là mình sẽ là chia sẻ cái đường link nhóm này lên cái tab cộng đồng này thì tất cả các bạn là đều cập nhật được nhé. Và cái số lượng nhóm lần này nó khá là lớn nên là nó không phải là nhóm 5-10 người nên là có thể lên tới là 250 người thì các bạn có thể là join vào cái link nhóm mình và các bạn tham gia là khai thác Zinlec nhé. Thì mình sẽ là ping lên cái tab cộng đồng cho bạn là theo dõi nhé. Ở đây mình sẽ đọc về cái cơ cấu giải thưởng cũng như là cái mà điều kiện mà mình tham gia mình được nhận cái utility mà chia sẻ cái pool này thì các bạn là xem kỹ video để bạn hiểu được nhé. Thứ nhất là chào đón mốc là 1 triệu là Zinlec Miner, mời bạn chinh phục giải thưởng lên tới là 500 USDT. Với phòng đào phiên bản chế độ là Party, thời gian dự kiến là khởi đầu tuần ngày 22 tháng 8 năm 2022 tại khu vực đào nhóm của trang đào là Zinlec, không giới hạn số thành viên. Và cái yêu cầu thì nếu như mà các bạn là người mới mà đăng ký tài khoản thì các bạn cần phải là KYC cấp độ 2 các bạn mới được tham gia cái ZOM này nhé. Để mà KYC nó nhanh thì các bạn sẽ là dùng cái số điện thoại mà các bạn đã liên kết với một cái tài khoản ngân hàng đấy. Các bạn sẽ dùng để mà xác minh số điện thoại ở trên Zinlec này nhé, trên sàn Zalo. Tiếp theo thì các bạn sẽ là úp những cái thông tin liên quan tới là giấy tờ của các bạn như là thẻ căn cước công dân này và cần phải chụp một cái hình tức là mua tiền mã hóa đấy và cái ngày tháng cũng như là để cái thẻ căn cước công dân nên mình sẽ là chụp theo. Và hệ thống sẽ yêu cầu bạn là cầm cái thẻ căn cước công dân lên trước mặt thì mình sẽ là chụp một cái hình ảnh selfie nhé. Thật ra cái KYC này trong vòng là 10 đến 15 phút là mình đã xác minh nếu như mà các bạn làm đúng tất cả các bước nhé. Bên dưới thì là một cái mô phỏng trước về cái do mà khi mình tham gia là đào Zinlec theo nhóm mà chia sẻ cái quỹ giải thưởng. Và đây là cái cơ cấu mà giải thưởng nhé. Thì giải thưởng hiện kim này, điều kiện mở khóa và tổng giải thưởng nhé. Thứ nhất là bất cứ ai mời được ít nhất là 2 người đăng ký mới thì tổng giải thưởng sẽ là 100 USDT. Phòng có ít nhất là 250 thành viên đăng ký mới thì tổng giải thưởng sẽ là 500 USDT. Mỗi thợ đào mời được ít nhất 2 thành viên đăng ký sẽ đủ điều kiện tham gia nhận thưởng hiện kim với cơ cấu giải thưởng. Top 5 thợ đào mời được nhiều thành viên đăng ký mới nhận được 80% tổng giải thưởng hiện kim. Top 1 là 40%, top 2 20%, top 3 là 10%, top 4 là 6% và top 5 là 4%.
các thợ đào còn lại chia sẻ là 20% tổng giải thưởng nhé. Tức là các thợ đào mà còn lại là mình sẽ là chia sẻ là 20% tổng giải thưởng. Tức là cái pool thưởng mà được bao nhiêu thì ngoài cái việc mà những cái top ấy sẽ được hưởng cái phần trăm này, thì còn lại là 20% sẽ là chia đều cho những cái thợ đào trong nhóm nhé. Tiếp theo là thợ đào tổng hạng trong top 5 này, chia đều giải thưởng này, nhận thưởng hiện kim với Zimetano trong vòng là 7 đến 10 ngày sau khi phòng đào kết thúc nhé. Dự kiến mỗi tuần sẽ có một phòng đào party với tổng giải thưởng thay đổi bất ngờ này. Hãy đào Zinlex mỗi ngày để có chớp ngay cơ hội tham gia những phòng đào party nhé. Phần thưởng Zinlex này, 0.2 Zinlex cho mỗi thợ đào tham gia phòng khi phòng đào kết thúc này, 0.2 Zinlex khi một thành viên chưa đào theo phòng này, tức là người mới mà bắt đầu tham gia đào theo phòng thì mình sẽ được nhận là 0.2 Zinlex, 1 Zinlex khi mời một thành viên đăng ký mới nhé. Các bạn mời được một thành viên đăng ký mới thì các bạn nhận một Zinlex nhé. Tiếp theo thì Zimetolo giữ nguyên quyền cắt lượng Zinlex thưởng của bất cứ user nào nếu chúng tôi phát hiện có dấu hiệu gian lận để đảm bảo tính minh bạch của hoạt động và cộng đồng. Như vậy trong cái sự kiện này nếu như mà phát hiện cái gian lận đấy thì để đảm bảo cái tính minh bạch thì Zimetolo sẽ là cắt cái lượng Zinlex mà phát hiện user nào có cái dấu hiệu là gian lận nhé. Ví dụ là cheat tài khoản hay là gì đấy nhé. Thật ra cái này không cheat được đâu, thì phải KYC level 2 thì mới là tham gia được nhé. Và như vậy bạn nào mà chưa có cái tài khoản Zimetolo này thì mình sẽ để cái đường link cũng như là cái video mà hướng dẫn KYC bên dưới ngay cái phần mô tả video nhé. Thì các bạn sẽ bấm vào cái đường link đấy, các bạn chọn cái chế độ đăng ký bằng cái tài khoản Google cho mình nhé. Thật ra này các bạn chọn là mail cũng được nhưng mà nên là chọn cái tài khoản Google. Và cái tài khoản Google thì nó vẫn là tài khoản mail mà ra nhé. Các bạn sẽ là chọn tài khoản Google xong rồi các bạn sẽ là ghi một cái bí danh nhé. Bí danh các bạn ghi cái bí danh nào cũng được cho nó dễ nhớ cũng được. Sau khi mà các bạn đăng ký xong thì bạn sẽ là tiến hành tải app và bạn đăng nhập vào app. Các bạn tiến hành là xác minh số điện thoại và các bạn tiến hành là xác minh danh tính, tức là mình KYC nhé. Xong rồi các bạn sẽ là tham gia đào Zinlex này. Và khi các bạn là người mới thì các bạn sẽ là thực hiện một cái lệnh swap đây nhé. Các bạn sẽ swap với một cái min là 100.000 Việt Nam đồng ở lệnh swap này. Các bạn có thể là chọn bất cứ một cái đồng coin nào trong này để các bạn thực hiện swap. Có thể các bạn swap sang cái đồng là USDT này với cái min là 100.000 Việt Nam đồng. Rồi như vậy với cái min là 100.000 Việt Nam đồng thì các bạn swap xong các bạn sẽ được nhận là 3 đô khi mà các bạn đăng ký nhé. Thì cái sự kiện mà nhận 3 đô khi mà đăng ký này nó là khác với cái sự kiện mình đang là chia sẻ cho bạn nhé. Hai sự kiện là khác nhau nhé. Cái sự kiện mà mình đang là chia sẻ cho bạn thì tới tuần 22 này, tức là ngày 22 tháng 8 ấy, bắt đầu mới là diễn ra nhé. Và khi diễn ra thì mình sẽ là ping cái nhóm này lên cái tab cộng đồng này để cho bạn là theo dõi, bạn biết được nhé. Và cái sự kiện này cứ mỗi một tuần ấy, bên phía dự án họ sẽ là cập nhật và họ sẽ là thay đổi cái pool này thưởng nó bất ngờ hơn nhé. Nên là các bạn cũng là để ý cho mình cái đấy. Ví dụ là tuần này mình sẽ là thưởng là cái mức thưởng bên dưới đây, thì có thể là cái tuần sau họ sẽ là thay đổi cái mức thưởng này sẽ là lớn hơn nhé. Và cái thời gian là mình khai thác Zinlex này nó cũng không còn là bao nhiêu đâu. Hôm nay đã là 20 tháng 8 rồi và theo đúng cái lộ trình sách trắng thì sẽ ngừng cái việc mình đào Zinlex này vào cuối quý 3, tức là cuối tháng 9, và sẽ là khởi chạy mainnet nhé. Còn bây giờ mình chuyển sang cái phần là quay random trúng thưởng cho bạn ở cái video trước nhé. Chúc mừng bạn đầu tiên là bạn là Lến Văn Hồ nhé. Chúc mừng bạn nhé. Bạn thứ hai là Trần Trần Nhanh Chóng à. Chúc mừng bạn nhé. Thì hai bạn liên hệ mình qua Zalo, các bạn gửi cho mình cái mã ví TRX để các bạn nhận thưởng nhé. Và các bạn xem video mình thì các bạn để lại cái comment bên dưới video. Thì cứ cái video sau ấy mình lại lấy ra cái comment trên cái video trước, mình sẽ là quay event, mình làm cái quà tặng cho các bạn nhé. Còn video mình xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.